thưa quý vị, trong lịch sử hơn 4.000 năm văn hiến của Việt Nam, hễ có quân xâm lăng từ phương Bắc thì lại có anh hùng hào kiệt để đứng lên chống quân Tàu. Lịch sử Việt Nam của chúng ta thời nào cũng oai hùng lẫm liệt, chưa bao giờ khuất phục ngoại bang. Vậy mà ngày nay lại sinh ra một tập đoàn vì lợi ích riêng mà cam tâm bán nước, làm ngơ trước an nguy của đất nước, tàn ác đối với dân, nhưng lại sợ những cái quân xâm lược. Những tâm dành cho giặc những tất đất, những vùng biển mà cha ông đã cực khổ giữ gìn. Kính thưa quý vị, và thời nào cũng vậy, chống được giặc ngoài xâm phương Bắc là do ở lòng yêu nước của người dân, là do những thanh niên, thiếu nữ Việt Nam nơi tiền tuyến một lòng hy sinh, gìn giữ quê hương, do những người ở hậu phương một lòng hỗ trợ. Để rồi khi mà đoàn chiến binh anh dũng thắng trận trở về, thì người dân cùng ra đón và tấm lòng ghi ơn các anh đã hy sinh vì dân tộc, vì đất nước. Và sau đây, xin mời quý vị cùng thưởng thức một tác phẩm Anh về thủ đô của nhạc sĩ Y Vân qua tiếng hát của hai ca sĩ Anh Trinh và Thanh Thanh cùng nhóm hòa cảnh Hà Nhật Tân cùng với các cô Phương Hiền, Phương Mai, Hạnh Thương, Lý Phạm, Giang Tỷ, Thanh Thúy, Tuyết Hồng, Thu Mai và Ngọc Bích. Về thủ đô chúng tôi chờ mong với vạn niềm tin, với muôn tình thương, những tổ phố phường người trai áo xanh, phố hoa và màu lá rừng. Anh về thủ đô ấm êm lòng tôi, biết lại gần nhau nói câu chuyện vui, chuyện hai chúng mình gặp nhau chốn đây lúc quên dân cùng. Trai tranh đông, ôi này anh đã mang đến tình mặn mà, đến anh những lời thật thà, lòng dân mong chờ. Anh về thủ đô biết bao là vui, đã để lại đây mến thương đầy vơi, người dân nước Việt ghi ơn các anh. Chúc quà mừng anh chiến binh đường xa, là nguồn tấm lòng yêu thương đón anh, đón anh trai hùng bước qua. Về thủ đô chúng tôi chờ mong với vạn niềm tin, với muôn tình thương, những tổ phố phường người trai áo xanh, phố hoa và màu lá rừng. Anh về thủ đô ấm êm lòng tôi, biết lại gần nhau nói câu chuyện vui, chuyện hai chúng mình gặp nhau chốn đây lúc quên dân cùng nắm. Mến anh mến cũ thuở nào, người trai tranh đông. Ôi này anh đã mang đến tình mặn mà, đến anh những lời thật thà, lòng dân mong chờ. Anh về thủ đô biết bao là vui,
để lại đây mến thương đầy vơi. Người dân nước Việt ghi ơn các anh đã hy sinh vì giống nòi. Anh về thủ đô nước Nam tự do, chúc quà mừng anh chiến binh đường xa là nguồn tấm lòng yêu thương.